có người về rồi phải không? Về các chư vị đúng không? Có chư vị về đúng không? Cái người gì á, gì mà về một vào Em hổ không? dị quá, Cho ông hiện luôn đi. thấy coi như thế nào, tôi đang đang nói chuyện. Coi thầy cho cái người vào vào dữ đó cho ông hổ
dự sát đó đó. Tại bây giờ đang nhận biển đúng không? Các người khác đúng không? Đang nhận biển đúng không? Hiện tại bây giờ nè, đúng không? Nó nhận biển cái gì? Điện đó của người đó đó là đang cho biết đó. Người ta từ xa đó ha. Thôi vậy được rồi. Hết chưa? Hết nhận điện chưa? Hết rồi phải không? Vậy ta nói luôn cho em. Nhớ kiếm cái hình đó đó. Anh Đức Thầy ha, phải đọc cái gì đó để lên đó là tốt ngang á. Cầu nguyện đi ha. Thờ Đức Thầy á. Những bên hông ha, sát bên ha là quen thờ cái gì hổ hổ gì đó. Hổ hổ luôn. Kiếm cái hình nhỏ 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 thôi ha. Để sát bên ha. Để có gì xin hai ngày đó nghe chưa? Người luôn luôn lúc nào bên cạnh là cái nhỏ nhỏ đó đó. Ha. Đang giữ sát đó. Vô dành bình bình la hết quá trời. Thường ngày chứ bức rứt lắm phải không? Để ta làm cái hết luôn cho để cho phần kia về thôi. Quay lưng lại với nó. Quay lưng lại. Về là đưa vợ, về là đưa vợ. Thôi.
tay đúng không? Nhưng ngày hôm nay tới ngày giờ là phải ra tay thôi. Ta bàn ăn để tiêu diệt kẻ ác, để lấy lợi thế hiện. Ta ban cho ngày ấy thôi, chứ không phải ban cho thân xác đâu. Mới tiêu cho lỡ để làm việc tôi. Tới ngày giờ thì ngày ấy cũng phải làm tôi. Chẳng tất cả đều xuống, phải tiêu diệt nó tôi. Con Phật ngồi trên cao cũng phải lên xuống để tiêu diệt thôi. Tới ngày giờ là phải vậy thôi. Còn chưa tới ngày giờ thì không thể nào ra tay được. Không tới ngày giờ là phải làm. Này ta ban sẵn luôn. Chuyện này thật ra bóp tay này lại là tôi chỉ phải bóp. Thế kia đấy không? Mắc lỗi hơn. Chúng ta cho mấy cái gì tự do nghe chưa? Để đây thằng lực mà nó cũng không đủ thế. Nhớ lời còn ai dặn chưa? Thôi chỉ được rồi ha. Thôi ra để cho ngày kia điều ý. Nhớ nó đi, nhớ nó đi. Cầu cầu đó. Thank you.
cứ chịu đi giúp đỡ chứ. Thức nặng bỏ xác để giúp đỡ con. Thức nặng có không? Dạ. Dạ, cho người về được không? Dạ. Được không? Giúp đỡ được. Chứ giúp đỡ là bỏ tất cả nghe chưa? Chấp nhận cái khổ không? Giúp người không có đòi hỏi gì hết ha. Hứa là phải đâu ra đó nghe. Nhưng mà lại đi. Chừng nào cứ mở nữa mở nữa.
đâu. Một cái mau mau báo cho thầy về coi. Kêu ông về gấp gấp coi có chuyện. Nhận nó nhận từ ta rồi, hãy về gấp gấp coi. Chứ không về tới giờ về đi, vậy tôi cũng không biết, cái cây nó đó không mất rồi về đi.
nay xuống gặp nó rồi. Gặp ta cho vui. Ngõ ba tiếng con. Đó cho chú khó gì nhà là cao. Chú khó chú. Về đi gặp ta cho vui. Về đi, về đi. Ô lấy có bằng xác mới